Vâng, và video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Các anh em cũng đừng quên để lại một like, một comment góp ý và hơn hết là ấn nút subscribe kênh và bật thông báo để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau.